Sao hôm nay cực phẩm lại tới tận phòng tổng của em chơi thế này? Đến để xem mấy quả VT có như lời đồn không? Để em đưa chị đi tham quan. Thôi. Đây. Cảm ơn nhé. Cảm ơn xuống thế thôi á. Thế thì đi ăn nhá. Ok, đợi em tí nhá. Chị không định uống thêm gì nữa sao? Không, hôm qua chỉ uống đủ rồi. Em thích thì em uống đi. Em mà uống bây giờ thì tí nữa chị phải lái xe đưa em về đấy. Ừ, được. Về thẳng nhà em cơ. Nào cái mồm. Chị ăn đi. Đây. Tiền gì vậy? Tiền chị gửi khách sạn hôm qua. Chị cảm ơn em. Vớ vẩn. Chị cất đi. Đó kìa. Không là không. Đừng làm em cáu. Không thì thôi. Chị xin. Làm gì mà cáu. Chồng xấu không chịu. Mặt này chị còn chơi xấu thì em nghĩ mắt chị đang bị lão hóa rồi đấy. Ăn xong đi đâu nhỉ? Đi đâu à, đi đâu? Ý em là đi cà phê ở đâu ấy? Chưa ăn được miếng nào đã nghĩ đi cà phê rồi. Em còn đang tính cả ngày mai nữa cơ. Mai em tới đón chị đi ăn nhé. Rồi, để xem. Xem có hứng không đã. Nhưng mà chắc là không có hứng đâu.